tìm thấy thi thể nghi của nam diễn viên mất tích. Những người đi bộ đường dài đã tìm thấy thi thể người tại vùng núi thuộc Nam California, Mỹ. Đây cũng là khu vực mà nam diễn viên người Anh Julian Sands được thông báo mất tích nhiều tháng qua. Trang Daily Mail ngày 25 tháng 6 đăng tải thông báo từ phía nhà chức trách địa phương cho biết thi thể trên được phát hiện vào sáng ngày 24 tháng 6. Ở vùng hoang dã gần núi Bundy, thi thể sẽ được chuyển đến bộ phận điều tra để xác định nhận dạng vào tuần tới. Nam diễn viên Julian Sands là người đam mê leo núi, đi bộ đường dài. Ông được thông báo mất tích vào ngày 13 tháng 1 ở khu vực núi Bundy. Thời điểm đó, lực lượng cứu hộ, tình nguyện viên đã tiến hành tìm kiếm nhiều ngày nhưng không có kết quả. Việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn bởi thời tiết khắc nghiệt, tuyết đóng băng dày, gió lớn. Ngoài Julian Sands, một số người leo núi, đi bộ đường dài khác cũng được thông báo gặp nạn cùng lúc. Sau nhiều ngày tìm kiếm vô vọng, gia đình Julian Sands ngày 23 tháng 6 ra thông cáo, chúng tôi sẽ tiếp tục nhớ đến Julian Sands trong trái tim mình với những ký ức tươi sáng. Ông ấy là người cha, người chồng, nhà thám hiểm tuyệt vời, người yêu thiên nhiên, nghệ thuật và là một nghệ sĩ biểu diễn độc đáo. Julian Sands sinh năm 1958, tham gia hơn 100 bộ phim với nhiều vai diễn khác nhau. Ông tham gia đóng phim liên tục trong suốt sự nghiệp kể từ khi ra mắt khán giả vào năm 1982. Một số phim có Julian Sands tham gia, The Killing Field, A Room with a View, Warlock, Arachnophobia, Boxing Helena, Leaving Las Vegas, Benediction.